Thế mẹ dùng máy của anh Quyền đi, để tao dùng. Mày làm sao vậy? Ừ, chị đi ra thành. Chị đi ra tìm giá thành đúng không? Ừ. Xong rồi chúng hàng lỡ ra, như tê đấy. Ừ. Chị cụ đang quên hết rồi. Tao hỏi gì không? Biến. Tao hỏi này. Khi mà tài sản dụng hết hạn đấy, hết hạn sử dụng thì có tính có bao Hết hạn thì còn không sao gì. Ngộ. không? Hỏi người này tốt. Hết hạn nhá, hết hạn mà chưa, khi mà hết hạn mà chưa thanh lý ngay đấy thì lúc này chỉ có mức khấu hao giảm thôi, còn nguyên à, nguyên giá với khấu hao lũy kế chưa giảm. Còn khi mà thanh lý ngay đấy, thanh lý ngay khi hết hạn sử dụng và đồng thời thanh lý thì ba khoản mục trên đều giảm. Còn thanh lý cái tài khoản tài sản mà hết hạn từ năm trước Thì năm trước nó chỉ mức khấu hao giảm, có nghĩa là, nhưng mà còn năm nay không ghi gì đúng không? năm nay vẫn phải ghi, năm nay ghi là nguyên giá giảm mà khấu hao lũy kế giảm, cứ khi nào mà thanh lý thì nguyên giá mới giảm mà thanh khấu hao lũy kế mới Nếu có giảm nguyên giá thì khấu hao lũy kế cũng giảm đúng giảm. không? Mức khấu hao thì nó được khoa riêng luôn. Mức khấu cứ khi nào nó hết thì tính mức khấu hao giảm. Mình quên rất là chi phí. Chi phí tài chính ở đâu? Mai đưa vào sớm em. Đúng rồi, anh chơi một lúc nữa vào đi. Từ đấy về đến đây 7 phút. Tao đi xe máy con béo được. Trúng gió. À, thế tao mới làm đấy. Bây giờ có người làm thay, tao vẫn nghỉ 20 ngày. Ai làm thay? Bọn Hà Nội. Dập mập. Người anh nghĩ. Tháng sau được tăng lương rồi. Tăng lên 450.000. 450.000 thêm 450.000. Một tháng. Làm cả là. À, đừng nắm vào nhá, anh đánh răng này. Anh mua tháng không? Máy ấy rồi chứ. 450.000 một tháng. Thế là tăng 3,5 triệu em nhỉ. Tiền ơi, sức hút của đồng tiền. Ôi, thằng cũng đã cóc lên rồi. Sao mình lại nghỉ thế? Vì không có hồ sao sơ. làm đang lại được 3,8 triệu Im đi. Và 5S rồi. Xương cốt của đồng tiền.